Hot News Showbiz. Lý Nhã Kỳ khoe quan hệ thân thiết với tài tử Hong Kong Trần Hào. Trần Hào là ngôi sao của đài TVB được mến mộ qua nhiều bộ phim như Công Chúa Giá Đáo, Cung Tâm Kế, Thâm Cung Nội Chiến, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân, Lấy Chồng Giàu Sang. Trần Hào từng đoạt không ít giải thưởng điện ảnh của đài TVB. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân Facebook, Lý Nhã Kỳ đăng tải hai tấm ảnh chụp chung với Trần Hào, kèm theo thổ lộ về mối quan hệ với anh. Cô cũng tiết lộ Trần Hào là người chồng, người cha tuyệt vời. Những anh chàng diễn viên tài hoa thường được mọi người nghĩ rằng anh ấy không chung thủy, nhưng Kỳ không thấy vậy. Trần Hào một người anh mà Kỳ thân thiết, vừa là một anh diễn viên tài năng, ngoại hình đẹp với hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và châu Á, vừa là một người chồng chung thủy và yêu thương vợ con. Hiện tại anh đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên vợ và các con tại tổ ấm mới, Lý Nhã Kỳ viết. Người hâm mộ không ngạc nhiên khi cô Kỳ khoe bạn. Trước đó, rất nhiều lần cô tiết lộ mối quan hệ thân thiết với những tỷ phú, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông và các nước, vùng lãnh thổ khác. Trần Hào có vợ là Trần Nhân Mỹ, Hoa hậu Hồng Kông 2006. Họ kết hôn năm 2013 và có 3 con, 2 trai 1 gái. Tài tử từng chia sẻ, sau quãng thời gian làm việc mệt mỏi, áp lực, anh luôn thích về nhà với vợ và con. Anh rất cảm kích trước sự hy sinh của bà xã khi cô lui về quán xuyến gia đình. Trong thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, giúp chồng chuyên tâm theo đuổi đam mê và phát triển bản thân. Lý Nhã Kỳ có dịp gặp gỡ Trần Hào qua một người chị kết nghĩa đang làm quản lý của hãng phim TVB, nên mời cô tham gia chương trình truyền hình Hương Vị Cà Phê do đài TVB thực hiện. Khi tới Hồng Kông tham dự sự kiện, Lý Nhã Kỳ và chị kết nghĩa liên lạc với Trần Hào, lúc đó đang ở Malaysia để nói về dự định này. Vốn rất đam mê cà phê, lại đang đảm nhiệm vai trò MC của chương trình. Trần Hào nghe xong rất hào hứng và tới ngay để gặp người đẹp Việt Nam. Đến nay họ đã quen biết nhau hơn 10 năm. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé. Hot News Showbiz.